Thưa quý vị, phở Anh Tú mới khai trương không lâu nhưng đã tạo ra một tiếng vang lớn, không những trong cộng đồng người Việt mà trong các sắc dân bản nữa. Thưa quý vị, hiện nay là khoảng 10 giờ sáng ngày Chủ nhật. Tuy nhiên tại phở Anh Tú đó thì như quý vị cũng thấy là có khá đông đảo thực khách. Sở dĩ chúng tôi đến phở Anh Tú sớm như vậy vì hy vọng là cô chủ sẽ có thể dành một chút thời giờ cho một cuộc phỏng vấn. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện với cô Thảo Từ, là cô chủ quán ở đây. Chào Thảo, rất vui là được Thảo dành một chút thời giờ cho cuộc phỏng vấn này. Và nói về nhà hàng đó, khi mà một người thực khách họ bước vào nhà hàng thì cái đầu tiên là họ coi thực đơn. Vậy thì Thảo có thể giới thiệu đôi chút về các món ăn mà gọi là đặc biệt của phở Anh Tú của mình ạ? Thì phở Anh Tú, tụi em cũng muốn đưa cái thực đơn của ba miền để đến cho quý vị thưởng thức, là gồm có về miền Nam thì mình gồm có bánh bèo bì tráng tại chỗ, cơm tấm sườn bì. Miền Trung thì có nem nướng Ninh Hòa và bún bò Huế. Miền Bắc thì có bún chả, có bánh cuốn tráng tại chỗ và có phở và bánh phở. Ở đây thì đặc biệt là bánh phở tươi chứ không phải bánh phở khô. Mời anh Việt Tiến dùng thử cái này là bún chả. Anh ăn và cho cái nhận xét. Mùi vị rất là thơm ngon, đúng điều miền Bắc thưa quý vị. Một điều chúng tôi muốn được nói ở đây nữa là cái nước chấm này đúng điều miền Bắc thì không có ngọt lắm, thì ở đây đúng là hương vị của miền Bắc, không ngọt như nước mắm của miền Nam. Thảo có thể cho biết là cái bí quyết ướp thịt làm sao mà mình ướp được miếng thịt ngon như vậy ạ? Thật sự là cái công thức ướp thịt này là của gia truyền của bà ngoại, rồi từ bà ngoại mới truyền tới cho má em. Xong rồi bây giờ nhà hàng của em thì cũng giống như là nghĩ là thực khách tới á, thì cũng tiếp đãi giống như là trong gia đình, thành ra cách nấu nướng mình cũng nghĩ là mình nấu cho gia đình mình ăn, nên lúc nào cũng phải có cái độ tươi. Mình lựa chọn những cái thực phẩm mà nó cao cấp để đem tới cho thực khách những cái món ăn thật là ngon miệng và sạch sẽ. Đó là tiêu chí của nhà hàng Anh Tú. Sau khi anh Tiến dùng thử cái bún chả thì em mời anh Tiến dùng thử tô phở, bánh phở tươi của phở Anh Tú nha. Nước phở ngon quá, rất là thơm, ngọt tự nhiên, nhưng mà nó không ngậy, nó rất là thanh, nước phở rất là ngon Thảo. Dạ, thật sự là phở Anh Tú là tụi em order xương bò và thịt bò từ một rất là đặc biệt, tươi ngon. Và tuy giá cả nó có cao nhưng mà khi mà cái nước lèo nấu ra nó ngon hơn là những cái xương và những cái thịt bò anh mua những cái chỗ mà bình thường. Wow, ngon quá Thảo. Vừa có hai món thôi mà đã thấy sự chuyên nghiệp của nhà hàng này rồi, thấy tay nghề của phở Anh Tú rồi. Không biết là sắp tới thì là qua khỏi miền Bắc thì là mình vô miền Trung thì sẽ được thưởng thức các món gì ạ? Miền Trung là em có nem nướng Ninh Hòa, là món đặc sản của quê mẹ ở Nha Trang, và món bún bò Huế đó anh Tiến. Và ở đây thì món bún bò Huế bán rất chạy và thực khách rất là thích. Thank you. Wow, tô bún bò Huế. Bây giờ em xin mời anh Tiến dùng thử tô bún bò Huế
có hương vị Huế đặc trưng của phở Anh Tú nha. Cái này đúng chất là bún bò Huế, thơm mùi xả ha, có một chút mắm ruốc ha. Mình thích ở đây một lần nữa là miếng thịt đó, miếng thịt bò cắt dày, mình thích như vậy. Dày nhưng mà rất là mềm nha quý vị. Quý vị tới đây đó thưởng thức một tô bún bò Huế thì chắc chắn là quý vị sẽ rất là hài lòng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Việt Tiến. Dạ. Cũng mong quý khán khán giả hãy một lần ghé chân tới phở Anh Tú để thưởng thức được những món ăn ngon mà toàn thể nhân viên của phở Anh Tú lúc nào cũng muốn đem tới cho thực khách những cái món ăn thật xuất sắc và đúng hương vị của quê hương. Đây là nem nướng Ninh Hòa đó anh Việt Tiến. Quê mẹ em là ở Nha Trang thì chắc là những người ở Nha Trang thì thế nào cũng biết qua cái hương vị của nem nướng Ninh Hòa.